Diễn viên có nhiều phim đạt điểm đa ban trên 6.0. Chất lượng tác phẩm sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của công chúng đối với diễn viên. Trong 3 năm trở lại đây, nhiều gương mặt trẻ nổi lên và sở hữu nhiều bộ phim được đánh giá cao và chấm điểm đa ban khá tốt, giúp họ có bước tiến nhất định. Vị trí thứ 10 Lý Nhất Đồng, 4 bộ. Dù thường xuyên bị mỉa mai, mỹ nữ thể Hàn ngàn năm không nổi, nhưng thực sự cô nàng sở hữu kha khá tác phẩm được đánh giá cao với điểm đa ban trên 6.0. Trong đó, Biệt Vân Gian tới 8.4 điểm và là phim cổ trang có điểm cao nhất trong năm 2020. Mặc dù mãi không thể thoát vòng, nhưng khả năng diễn xuất của Lý Nhất Đồng vẫn luôn nhận được nhiều đánh giá tốt và tài nguyên phim ảnh vẫn không hề thiếu. Thứ 9 Nhậm Gia Luân, 5 bộ. Sự nổi tiếng tăng vọt vào năm 2020 với bộ phim Cầm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân trở thành ngôi sao màn ảnh với nhiều tác phẩm liên tiếp. Sở hữu 5 bộ phim đều vượt mốc 6 điểm trên đo ban. Trong đó, Cầm Y Chi Hạ và Châu Sinh Như Cổ là hai tác phẩm lần lượt 7,5 điểm và 7,3 điểm, cũng là những bộ cổ trang có danh tiếng tốt trong 3 năm qua. Thứ 8 Đàm Tùng Vận, 5 bộ. Đàm Tùng Vận cũng là diễn viên sau 90 được khán giả yêu mến nhờ tài năng diễn xuất. Trong 3 năm qua, cô nàng sở hữu 5 tác phẩm, đạt điểm đa ban trên 6.0, trong đó nổi bật nhất Cầm Y Chi Hạ và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, về cơ bản đều có mức độ nổi tiếng đánh giá cao về nội dung. Bộ phim Hướng Gió Mà Đi lên sóng mở điểm đa ban 6.9 cũng đã thành tích rating nổi bật, cùng với đó là vô số lời khen ngợi của khán giả. Thứ 7 Vương Khải, 5 bộ. Vương Khải cũng là một trong những nam diễn viên thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Trong 3 năm qua, nam diễn viên sở hữu kha khá tác phẩm tiêu biểu, trong đó lại Giang Đại Hà đạt tới số điểm đa ban cao 8.8, đưa nam diễn viên tiến gần hơn với danh sách diễn viên thực lực. Vương Nhất Bác, 5 bộ. Trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu với Trần Đình Lệnh, Vương Nhất Bác cũng sở hữu 5 tác phẩm có điểm đa ban trên 6 trong 3 năm qua. Ngoài Trần Đình Lệnh, Cùng Em Lên Đỉnh Vinh Quang, Phong Khởi Lạc Dương, Người Bạn Kỳ Lạ Của Tôi, Băng Vũ Hòa đều đạt điểm đa ban khá tốt. Thứ 5 Trương Tân Thành, 5 bộ. Là diễn viên thế hệ tiểu sinh 90 năm được đánh giá cao về diễn xuất, Trương Tân Thành sở hữu nhiều tác phẩm chất lượng với điểm đa ban cao trên 6. Trong đó ấn tượng nhất, Đại Tống Thiếu Niên Trí, 8.1, Xin Chào Ngày Xưa Ấy, 8.6. Thứ 4 Ngô Thiến, 6 bộ. Trong 3 năm qua, Ngô Thiến gấp mặt trong khá tác phẩm đạt điểm đa ban trên 6 đa phần đều đạt đề tài thanh xuân ngọt ngào. Cô nàng luôn được khen ngợi về khả năng diễn xuất cùng biểu cảm chân thực. Dù vậy, cuộc hôn nhân cùng Trương Vũ Kiểm đã phần nào ảnh hưởng tới mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên. Trong năm 2022, cô nàng trở lại với Yêu Đương Mùa Hè, ghi nhận được con số khá ấn tượng 6.9 điểm. Thứ 3 Bạch Vũ, 6 bộ. Bạch Vũ cũng trở thành gương mặt bảo chứng chất lượng tác phẩm khi liên tiếp có trong vô số bộ phim được đánh giá tốt. Thứ 2 Bạch Kính Đình, 7 bộ. Luôn được đánh giá cao về khả năng lựa chọn kịch bản, những tác phẩm có sự góp mặt của Bạch Kính Đình đều được khen ngợi rất nhiều từ nội dung và diễn xuất. Thứ nhất Bạch Lộc, 7 bộ. Bất ngờ ở vị trí thứ nhất là Bạch Lộc với 7 tác phẩm có điểm đa ban trên 6, chỉ mới nổi tiếng trong 2 năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã chứng minh được khả năng diễn xuất qua những vai diễn điển hình, nhất là Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố. Bộ phim Cảnh Sát Vinh Dự trong năm đạt điểm đa ban tới 8.5, vượt qua những tác phẩm tiêu biểu và giúp cô nàng nâng cao danh tiếng của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.